Xin chào tất cả các bạn. Du học Mỹ ngày nay đang là xu hướng được các gia đình lựa chọn để hướng tới một tương lai thành đạt cho con em mình. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách để làm một bộ hồ sơ du học đúng cách. Nhiều người có tài chính nhưng mà họ không biết cách để chứng minh. Và đối với học sinh thì không có tiếng Anh, TOEFL, IELTS hay là học lực không giỏi thì muốn đi du học Mỹ thì phải làm gì? Điều kiện hồ sơ ra sao? Và để được giải đáp những vấn đề liên quan đến không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với Lisa, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì những chia sẻ của Lisa hôm nay sẽ là bí quyết giúp các bạn thành công khi đi phỏng vấn visa du học Mỹ. Vì thế mà các bạn đừng lo lắng nhé. Xin chào Lisa. Chào Ceci và các bạn. Thì đến với chủ đề là không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không, thì được quan tâm rất nhiều khi các bạn làm hồ sơ khi xin visa du học Mỹ hôm nay. Thì theo Lisa nè, nguyên nhân gì khiến cho các gia đình không chứng minh tài chính được? Và có cách gì để họ có thể chứng minh mình đủ điều kiện chi trả cho thời gian cho con mình học ở Mỹ hay không vậy Lisa? Trước khi tìm hiểu về những vấn đề khác trong chủ đề không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không, thì Lisa sẽ giải thích nguyên nhân dẫn đến việc không chứng minh được khi có nhu cầu đi du học Mỹ. Nguyên nhân chính dẫn đến không chứng minh tài chính được chính là hầu hết người Việt Nam chưa có thói quen mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để giao dịch cũng như thanh toán. Và thêm vào đó là có tài khoản nhưng lại không thể chứng minh được số tiền tiết kiệm được tích lũy ra sao. Không chỉ vậy, nhiều người khi có ý định cho con mình đi du học mới mở sổ dẫn đến khó thuyết phục được lãnh sự quán tin rằng số tiền đó là của gia đình. Hay có những người có tài khoản ngân hàng đủ để chi trả chi phí, đủ thời gian lập tài khoản theo yêu cầu nhưng lại không biết chứng minh nguồn tiền đóng vào lấy từ đâu ra. Nguyên nhân thứ hai, nhiều gia đình làm nghề tự do, kinh doanh nhỏ, không có chứng từ liên quan để chứng minh thu nhập thực tế bao nhiêu. Không những thế mà đến cả phần thuế kinh doanh, thuế thu nhập cũng chưa rõ ràng. Nhiều bạn gia đình có sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng mà phỏng vấn visa du học vẫn rớt vì không có giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng của ba mẹ, hay việc buôn bán tự do không có trả lương hàng tháng, không bị quản lý thời gian. Vậy không chứng minh tài chính được thì phải làm thế nào để chứng minh được tài chính khi đi du học Mỹ? Chứng minh tài chính hợp lý để lãnh sự quán tin rằng gia đình Việt Nam có đủ khả năng chi trả cho học sinh trong thời gian du học, tránh tình trạng bỏ học giữa trường để đi làm ở nước ngoài ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Không quá khó như nhiều người suy nghĩ đâu, có thể sử dụng giấy phép kinh doanh, giấy nộp thuế, chủ quyền bất động sản, hợp đồng cho thuê, mướn, bản lương hoặc sổ tiết kiệm. Và tất cả các giấy tờ này phải mang tính pháp lý và thể hiện rõ nguồn thu của gia đình. Đối với những người có công việc ổn định, bản lương, giấy phép, v.v. đầy đủ thì thật dễ dàng. Còn những gia đình khác hãy nhờ đến sự giúp sức của ngân hàng. Thì hiện nay nhiều ngân hàng có mở dịch vụ chứng minh tài chính du học, dịch vụ hỗ trợ du học. Có rất nhiều sản phẩm chứng minh tài chính của ngân hàng. Các bạn có thể là lựa chọn sản phẩm nào phù hợp để hồ sơ du học đạt hiệu quả cao nhất. Ngân hàng chỉ yêu cầu người tham gia dịch vụ này phải có thu nhập ổn định, đảm bảo đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng trong suốt thời gian vay vốn. Với tiện ích này của ngân hàng thì học sinh sẽ được vay tối đa 100% học phí và sinh hoạt phí. Một số ngân hàng chỉ cho vay tối đa là 70% thôi, phần còn lại gia đình tự trang trải. Thời gian giải quyết hồ sơ chỉ từ 3 đến 5 ngày làm việc, trả gốc và lãi kéo dài đến 10 năm. Bạn chỉ cần chuẩn bị giấy tờ đề nghị vay vốn, bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc K3 của cá nhân vay vốn, tài liệu liên quan đến du học sinh như là hộ chiếu, chương trình học, giấy chấp thuận và thông báo đóng học phí của nhà trường, giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của người vay như bản lương đối với công nhân viên chức, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, hoặc nếu là khách hàng kinh doanh tự do thì gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các biên lai nộp thuế, v.v. Bản sao các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. Những thủ tục, chi phí yêu cầu cho việc chứng minh tài chính xin visa du học Mỹ với ngân hàng hay vấn đề liên quan đến không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được hay không, thì các bạn cứ mang hồ sơ tới công ty tư vấn du học Tân Đại Dương và cung cấp những giấy tờ cần thiết thì công ty sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể và nhanh nhất. Vậy thì đối với những học sinh khi du học Mỹ mà hiện nay chưa có vốn tiếng Anh, TOEFL, IELTS thì có đi du học Mỹ được hay không vậy Lisa? Hầu hết sinh viên Việt Nam đều không có tiếng Anh đủ để đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của các trường cao đẳng và đại học khác nhau ở Mỹ. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên vì trên thực tế tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức của một số lượng lớn các nước. Và Lisa sẽ tiếp tục chủ đề không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không, và giải thích về việc lấy bằng tiếng Anh như thế nào khi đi du học Mỹ. Có hai cách để học sinh có thể đảm bảo yêu cầu đầu vào tiếng Anh, TOEFL hoặc IELTS cần thiết.
đăng ký vào các chương trình luyện thi TOEFL hoặc là IELTS nhằm đạt được số điểm tiếng Anh mà nhà trường nhập học yêu cầu. Mặc dù vậy, điều này sẽ làm lãng phí tiền bạc và thời gian nếu như học sinh hiểu rõ việc lựa chọn học tiếng Anh ở nước ngoài. Bởi vì hầu hết khi qua Mỹ, bạn sẽ lại học tiếp một khóa học tiếng Anh để có thể hiểu được tiếng Anh chính gốc của nước ngoài và thuận tiện cho việc học sau này. Đăng ký vào các chương trình đại học và cao đẳng ở Mỹ, ghi danh vào một chương trình tiếng Anh được trường đại học đó chấp nhận, trong đó có trung tâm tiếng Anh là EOS Language Center, là một ví dụ tuyệt vời. Tuyển sinh có điều kiện vào 600 trường đại học khác nhau tại Mỹ và Canada. Ngoài ra thì còn có một số trung tâm Anh ngữ chất lượng khác như SLS, ESLI, Texas Intensive English Program. Đối với việc đăng ký học tại trung tâm Anh ngữ bên Mỹ, chỉ cần hoàn tất chương trình tiếng Anh của trường, đáp ứng đủ những yêu cầu khác là được tuyển thẳng vào cao đẳng hoặc đại học mà bạn muốn đăng ký. Và việc không có TOEFL hoặc IELTS cũng không sao, vì sinh viên có thể đạt được tiếng Anh cần thiết để xét tuyển vào một trường đại học hoặc cao đẳng mà không cần có điểm TOEFL hoặc IELTS, và có thể là thích nghi tốt hơn với môi trường đại học mới. Vậy thì Lisa này, nhiều bạn học sinh đã có nền tảng là kiến thức sâu, tuy nhiên nhiều bạn lại không phải là học sinh giỏi ở trường, không có thành tích học tập quá nổi trội, thì có khó khăn khi xin visa du Mỹ hay không? Kết thúc chủ đề không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không? Lisa sẽ nói về việc mà nhiều bạn học sinh băn khoăn là mình học không giỏi thì có khó khăn gì hay không? Mặc dù ngoài việc phải chứng minh được tài chính đủ chi trả khi đi du học, các khía cạnh khác cũng được quan tâm là kế hoạch học tập, mục đích đi du học Mỹ chỉ giới hạn vấn đề bằng cấp. Vì thế dù bạn học không giỏi nhưng có lộ trình học tập rõ ràng, ý định quay trở về Việt Nam, phong thái tự tin thì khả năng đậu visa du học Mỹ cũng rất cao. Trước tiên hãy tìm hiểu kỹ để đi du học thì cần phải xin visa ra sao, luyện tiếng Anh như thế nào, nếu sang Mỹ du học thì chi phí trang trải mất bao nhiêu, ở đâu, học ở trường đó thì cần yêu cầu gì, vân vân. Khi bạn tìm hiểu rõ được những điều đó, cách thức chi tiết, các bạn sẽ biết rõ mình phải làm gì để thực hiện được ước mơ đi du học Mỹ. Trau dồi khả năng tiếng Anh là điều kiện cơ bản và tối thiểu để được đi du học. Có thể các bạn sẽ thấy rất mâu thuẫn là khi ở câu trả lời trên thì Lisa nói học lấy bằng tiếng Anh TOEFL hoặc IELTS tại Việt Nam thì qua Mỹ cũng phải học lại. Nhưng thực tế, nếu tiếng Anh của bạn không tốt, làm sao bạn có thể là học ở nước ngoài khi một số vốn tiếng Anh nhất định, bạn sẽ có cơ hội vượt qua phỏng vấn dễ dàng hơn. Cơ hội xin học bổng không nhất thiết là phải giỏi tiếng Anh, nhưng cần cù bù thông minh rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu. Ở các trường tại Mỹ, nhiều học sinh được cấp học bổng không phải vì bạn ấy học giỏi hay trình độ tiếng Anh giỏi, mà có thể vì những khả năng xã hội mà học sinh có, ví dụ giỏi thể thao, thành tích học tập đạt được, những tích cực tham gia vào các công tác từ thiện, am hiểu kỹ năng xã hội, giao tiếp tốt. Hãy luyện tập một năng khiếu nhất định, những điều này nhất định sẽ được lãnh sự quán lưu ý hơn. Bạn nên biết rằng không phải chỉ ai giỏi mới có cơ hội đi du học Mỹ, vì du học sẽ là cơ hội để mở mang tầm mắt và xây dựng được kiến thức của mình. Mọi vấn đề thắc mắc chưa rõ về hồ sơ, thủ tục, chứng minh tài chính hay lo lắng về kiến thức của mình cũng như không biết chứng minh tài chính ra sao, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được hay không, thì hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, thì Lisa tự tin có thể khẳng định được rằng là thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi. Xin cảm ơn Lisa rất nhiều đã cho chúng ta thấy được một cái nhìn khả quan hơn trong vấn đề du học Mỹ. Mà không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được. Các bạn thân mến, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường cao đẳng đại học tại Mỹ ở Việt Nam, với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm đã giúp cho hàng nghìn học sinh sinh viên Việt Nam thực hiện được ước mơ du học của mình. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn học sinh trong suốt quá trình học tập và sinh sống ở nước ngoài, hay còn bất cứ những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề là không chứng minh tài chính được, không có tiếng Anh có đi du học Mỹ được không, thì các bạn hãy liên hệ với các tư vấn viên của Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có 2 chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.